thực sự ngày hôm nay anh rất vui khi rất lâu rồi anh mới được trở về lại chính cái nơi khởi nguồn đam mê của anh, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tường Hy. Và ngày hôm nay thì anh không đến đây một mình. Hôm nay anh đến đây anh sẽ dẫn thêm một bạn nữa, một bạn nam thần khác nữa. Yeah, và ngày hôm nay thì anh sẽ mang đến một crush đang còn độc thân đây. Xin giới thiệu Nhật Hoàng. Yeah. Ở đây có ai bị dính vào friend zone chưa ạ? Let's go. Thường lời nói vang vang bên tai anh chẳng muốn nghe, yeah. Và điều em muốn mình là bản thân khi đi với nhau, yeah. Sao em cứ quay bước đi, bỏ lại cô đơn ở nơi giấc mơ để con tim anh thầm thì. Như cơn gió em đang cuốn trôi tôi vì oh 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 oh. Và em chắc đừng không muốn tôi thì oh no no no. Không thể nào mà để hơn stuck in a friend zone. Cũng là học sinh cũ của trường Nguyễn Tường Hiền đúng không? Lu là cô học sinh của trường Nguyễn Tường Hiền. Em học niên khóa 2011. Và những cái năm tháng mà anh cảm thấy anh đáng nhớ nhất có lẽ là những năm tháng học lớp 12. Bởi vì đó là cái lúc mà tụi mình sắp phải ra trường. Và tất cả chúng ta đều phải chọn cho mình một cái trường đại học phù hợp, cũng như là một con đường phù hợp cho tương lai của mình sau này đúng không? Và cái thời gian đó đối với anh thì khá là áp lực, bởi vì anh xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn với gia đình về công việc chọn trường. Bởi vì anh đã chọn một cái trường khác không như mong muốn của bố mẹ. Người duy nhất ủng hộ anh tại thời điểm đó, đó chính là cô chủ nhiệm của anh, cô Vân. Và bằng chứng là anh đã chứng minh cho gia đình thấy là anh đậu được đại học. Và sau khi anh học đại học xong, đó là câu chuyện sau này, thì em mới bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, chứng minh cho ba mẹ thấy được là cuộc đời á, mình chỉ thi có một lần thôi và con làm được. Lúc đó là ba mẹ muốn em thi vào trường nào? Muốn em thi vào trường đại học sư phạm. Muốn em làm thầy giáo? Dạ. Wow. Tại vì chia sẻ là ba đời nhà của Lu là đều là thầy giáo rồi. Từ đời ông ngoại, bà ngoại cho đến mẹ. Và bây giờ đến cô dì của Lu. Và bây giờ thì Lu là làm ca sĩ. Khi mà em chiều lòng của ba mẹ, em thi vào cái trường mà ba mẹ mong muốn, thì em có học ở trường đó không? Có chứ. Em học 3 năm ở trường đại học sư phạm. Sau đó thì em mới theo đuổi đam mê của mình. Dạ, tại em vừa học, em vừa làm. Em làm rất là nhiều công việc. Okay. Thì em phải vừa học tiếng Pháp, vừa học tiếng Anh. Với lại vừa phải đi hát ở mấy phòng trà gần đây nè. Okay. Rồi dùng tiền dạy thêm của mình để làm MV cái thứ này kia. Xong rồi cuối cùng mình chứng minh 2 năm bươn trải ở ngoài cho ba mẹ thấy được là con vừa có thể lo được cho chuyện học của con, và con vừa có thể lo cho cái tương lai sự nghiệp của con. Thời điểm đó ít nhất là
ba mẹ đã nhìn thấy được sự cố gắng của mình và ủng hộ mình, thì đó là điều động lực lớn lao nhất để mình có thể đi tiếp. Em thực sự em cũng rất là cảm ơn 3 năm học đại học, bởi vì đó là cái quãng thời gian em được sống cái quãng thời gian của sinh viên. Sống quãng thời gian sinh viên nó rất là đáng quý mọi người nha, mọi người hãy cứ chờ đi. Em còn được trải nghiệm những cảm giác cũng như là em còn sinh hoạt trong đội văn nghệ của trường Đại học Sư phạm nữa. Và chính nhờ sinh hoạt trong đội văn nghệ của trường Đại học Sư phạm, em cũng gặp được nhiều thầy cô và cho em những con đường sáng suốt hơn trong cái quyết định của mình sau này. Thì anh chỉ có một lời khuyên cho tụi em thôi, đó là ngay tại bây giờ mọi người hãy tìm kiếm vào bên trong bản thân của mọi người coi ưu khuyết điểm của mọi người là gì. Hãy kẻ ra cái trang giấy trắng đó, hiểu không? Sau đó mình sẽ liệt kê coi là những cái nào mình có khả năng phát triển được hơn nữa. Tại vì nếu là bản thân một con người á, mình nhận ra được ưu khuyết của bản thân mình lớn á, mình sẽ biết cách tiến bộ rất là nhanh.